thầy khen con học hành khá lắm. Nguyên Ba, đây. Cháu nội của con tên Lý Vạn Niên. Hả? Khủng khiếp. Vậy không tốt chứ. Không thể học chữ nhưng có sức mạnh hơn người. Ai mới là người có thể giúp Lý Nguyên Bá phát huy được sức mạnh đó? Viên đạo sư. Tướng mạo của Nguyên Bá kỳ vậy, có sức mạnh hơn người. Chuyện gì đang diễn ra ở nơi họ đi qua? Bất ngờ nào sẽ chờ đón họ? Tượng thần đang thờ trên đó là huynh mà. Cha, Nguyên Bá, đệ đã khỏi bệnh rồi à? Thần tin ca ca. Khi hoàn toàn tin tưởng vào một ai đó, không chút nghi ngờ, cuối cùng sẽ nhận được hai kết quả. Một người tri kỷ hoặc một bài học cho cuộc đời. Liệu họ có lựa chọn được đúng người để trao trọn niềm tin? Anh Nhi, con làm gì vậy? Phụ hoàng, Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Kính mời quý vị đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn và bất ngờ ở tập 15 của bộ phim Triều Đại Tùy Đường, được phát trên TTV11, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, vào lúc 20:10 thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2020, để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim Chờ Vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.